Ok, xin chào anh em, mình là Nathan đến từ Coi68TV. Thì hôm nay mình rất là may mắn có dịp để được thuyết minh lại những cái câu chuyện của các anh em đã gửi về trong cuộc thi Trader kể chuyện ha. Và đây là vòng 2. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến từ một bạn tên là DTB Vlog. Rồi, nào anh em mình cùng bắt đầu nhé. Thì câu chuyện bắt đầu như sau. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Và sau đây em sẽ chia sẻ với mọi người cái duyên của em khi đến với crypto. Trong khoảng những năm 2017 thì một cậu học sinh mới 13-14 tuổi như em đã bắt đầu có suy nghĩ về việc kiếm tiền. Và cái lý do dẫn đến suy nghĩ đó chỉ đơn giản là đua đòi. Cái việc mà em gọi là kiếm tiền lúc đó thực ra chính là phong trào PTC, gọi là Pay to Click, để kiếm drop và nhận thanh toán qua Payeer. Và đây là những cái đồng tiền mà PTC mang lại cho em nè. Đó, em có cap screen ở đây. Và cũng chính là theo phong trào PTC đó mà một trang tên là Faucet Hub huyền thoại ra đời. Và đó cũng chính là lần đầu tiên em bước vào con đường crypto đến tận nay. Nói thêm về Faucet Hub thì đó là một trang để tất cả mọi người tham gia claim tiền ảo. Lúc đó là kênh hot nhất chính là BTC, ETH, Litecoin và Doge. Đúng vậy, hành trình trở thành triệu phú tiền Việt Hục bắt đầu. Thời đó nếu nhớ không lầm thì claim Doge một lần được tầm gần dưới 50 Doge và giá đó xuống với chỉ tầm 0.001 thôi. Nhưng mà vì tương lai mua đồ hiệu nên em đã bất chấp tất cả. Lúc đó mọi việc làm mọi việc để có thể kiếm tiền. Thế là đỉnh điểm tài khoản Doge của em có tận gần 500k Doge. Và thay vì bán ra tiền thì em lại dùng nó vào việc tái đầu tư HYIP. Và cái kết thì rất thảm thương với số tiền gần như mất tất cả. Trong khoảng thời gian từ những năm 2017, chắc ai cũng biết đến trang là Free Bitcoin. Em chính thức là một trong những người nắm giữ BTC từ lúc đó. Bằng việc chăm chỉ và nhiệt huyết trong tim của một đứa trẻ thì em đã kiếm được việc claim BTC trên Free Bitco với giá trị là 0.01 BTC. Nhưng thay vì cash out thì em đã bị lòng tham làm mờ con mắt, bị những ai chỉ khác gạ gẫm vào con đường DICE với mức lợi nhuận x10 lượng BTC nắm giữ trong vòng vài tuần. Thì với một đứa nhóc trẻ gọi là người non dạ cộng bản tính mê tiền bẩm sinh thì việc mắc bẫy là 100%. Còn cái kết thì chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ. Tất cả công sức lần nữa lại bị chính lòng tham của mình đạp đổ. Và đương nhiên mọi việc không thể kết thúc ở đây. Sau vài tháng kể từ khi sự thất bại ở Free Bitco thì em bắt đầu tìm đến Airdrop và Bounty. Và hình ảnh trên chính là một trong những token mạng ERC20 đầu tiên của em. Và đương nhiên là nó vô giá trị. Hành trình Airdrop lúc đó thì khá là chán nản nên em đã tìm tới việc làm bounty trên diễn đàn Bitcoin Talk. Những dòng chữ đỏ mà em muốn rơi nước mắt. Lúc sau này thì sau vài lần bấp ngã thì thị trường thì lần đầu tiên em cảm giác được cái lòng tham của mình và quyết định cash out. Và việc làm bounty lúc đó đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của em. Kệ cú quá trời mà được có nhiêu đây, nghĩ xem có tức không. Trong quá trình đó em có buôn bán một số token nhận được từ airdrop của các thương lái để nhận VND, nhưng vì lâu quá rồi nên không còn nhớ nhiều nữa. Và sau khoảng thời gian đó không có gì đặc biệt nữa, cũng làm bounty airdrop rồi bán sang VND kiếm tiền mà mua đồ. Sau khoảng thời gian đó thì em đã nghỉ ngơi một thời gian và tạm xa crypto một thời gian. Thật ra nguyên nhân do lười là chính và tập trung việc học. Thì mãi cho đến giữa năm 2020 thì tình cờ thằng bạn gợi nhớ quá khứ huy hoàng thì em lại trở về với con đường airdrop bounty cũ. Dù cho có bị dập đến mức nào thì em vẫn quay về với crypto. Không biết mọi người nghĩ thế nào về việc này, nhưng em nghĩ đó là cái duyên của mình. Và vừa quay trở lại hừng hực khí thế làm giàu ở độ tuổi lớp 11 thì thành quả đầu tiên xuất hiện. Và chính con AME này đã thắp lên hy vọng trong tim em, một ngọn lửa nhiệt huyết mà tới bây giờ vẫn còn đang cháy mãnh liệt. Vâng, em đã bán hết số tiền này với giá 0.05 đô. Tổng lúc đó em thu về được 2k2 đô và đương nhiên là cash out 100%. Và bắt đầu cuộc hành trình bắt đầu từ việc em chơi AMA. Tiền ngày nào cũng về 10 đô, 20 đô, rồi 100 đô và cuối cùng là 4.000 đô. Mọi việc, mọi người không nhìn nhầm đâu. Kèo AMA đó đã giúp em kiếm được 4.000 đô. Tưởng chừng mọi việc đã bắt đầu êm đẹp, nhưng bây giờ em lại dính vào cuộc chơi mang tên Future. Tổng tài khoản lúc đó em kiếm được từ việc AMA em kiếm được là 5.000 đô. Thật sự đối với một thằng nhóc mới lớp 12 như em là một số tiền khá lớn. Và sau khi em tỉnh ngộ được với việc Future mà không có kiến thức quản lý vốn, quản lý rủi ro thì đồng nghĩa với việc đốt tiền và sau đó là chia đôi tài sản. Kể từ đó thì số vốn em còn lại đầu tư vào một cái con game mang tên là Crypto Blitz. Dĩ nhiên lúc này đã nghiên cứu rất kỹ càng về số liệu game, số tiền đầu tư, thời gian hoàn vốn và lợi nhuận sẽ có trong tương lai. Và đây cũng là lúc một con người mới, một phiên bản mới của em thức tỉnh. Với số vốn còn lại
Em đã ít 4 đến 5 từ con game này. Và khi đó thị trường đã trao lại cho em một cơ hội, lần này bạn quyết tâm sẽ không đi lại vào đường cũ nữa, con đường mà lòng tham dẫn lối. Sau khi được một cơ hội để hồi sinh, em bắt đầu nghiên cứu về phân tích kỹ thuật, nghiên cứu thêm về thị trường, đặt ra KPI rõ ràng cụ thể cho tương lai. Và dù đã mất trắng vài lần, không hiểu lý do nào đó mà crypto vẫn luôn cuốn hút với em, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc là em sẽ từ bỏ. Dù gì thì vốn từ đầu vốn dĩ đã là không đâu, VND mà. Thị trường này luôn có người lời và lỗ, vì vậy việc quản lý vốn, quản lý rủi ro, quản lý lòng tham là ba việc tối cần thiết. Chắc ai đọc đến đây cũng biết là em mất trắng lỗ nặng, cũng chỉ vì thiếu bao sự quản lý ở trên. Chỉ có cần đầu tư, có tư duy thì lúc nào em cũng có điểm thoát hang trước cơn bão để rồi quật khởi dậy mạnh mẽ và thành công hơn. Thì có thể nói là crypto đã thay đổi và cấu thành nên con người có kỷ luật và tư duy như em lúc này. Không chỉ giúp em có thêm thu nhập mà còn là thứ giúp em làm quen được với nhiều bạn bè trong nước và cả quốc tế nữa. Thì chính những anh em trong những cộng đồng Arm Community và Crypto Infinity Official Việt Nam đã nâng niu và dìu dắt em từ những bước đầu làm quen với thị trường bò gấu lúc nào cũng đấm nhau kịch liệt. Và bây giờ em chính thức trở thành một cậu sinh viên trường luật hoàn toàn độc lập về tài chính. Qua câu chuyện của mình thì em muốn truyền tải nhiệt huyết đến các bạn trẻ đã, đang và sẽ dự định tham gia vào thị trường crypto từ con số 0. Câu chuyện của em tuy không phải là một bức tranh tươi sáng một triệu phú tuổi 18 với tư duy hơn người, nhưng hy vọng nó có thể giúp em nhen nhóm lên tinh thần cho mọi người về việc không bao giờ bỏ cuộc mà hãy tiếp tục cố gắng chăm chỉ trao dồi kinh nghiệm, kiến thức và lấp đầy những thiếu sót.